con này là cassette nha, 8 trắng này. Con này là cua Mỹ, hiệu nào chắc cua Mỹ. Con này là hàng Đức liền 220. Con này là nó xài nó có công suất đầy đủ ra loa thắng luôn, nhưng mà tại vì nó xài cái kiểu chuẩn này này mình không có này, mình phải kiếm lại, lâu rồi mình câu qua âm ly luôn, mình nghe luôn, thấy không? Nhưng mà mình gạt volume nhỏ này thôi. À, cái đây là volume này anh em, đấy vừa nhạc đây ba lăng này, ba chép à, nó như âm ly rồi anh em ơi. Như vậy có lay in rồi, à có ao ít luôn này, để chút mình thử luôn cho. Bây giờ mình thử cassette trước nha. Còn nha, volume á, bát chép. Để mình lấy con này mình thử đi. Ta cái dây ra mình câu qua ngõ line in của nó xem thử. Cái chiếc này âm ly nó sao? Đúng chưa? Rồi. Không biết nó lấy nhạc bằng kiểu gì rồi. Mình đang nghe âm ly này. Hạc hạc. Gắn cái bành cho thử coi. Nhấn vô sâu thì nó hát. Thật là cái line in nó chỉ thu thôi anh em ơi, nó không có âm ly nha. Nó là cái đầu phát ra có công suất ra lò thôi, cho nó không có chức năng làm âm ly. Đấy, vô nhạc đây. Là nhà rồi, còn xuống con này nha.